Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Hé lộ hợp đồng hôn nhân giữa Mạnh Quỳnh với bà xã và điều đặc biệt liên quan đến Phi Nhung. Là một trong nam ca sĩ nổi tiếng nhưng đời sống riêng tư của Mạnh Quỳnh lại vô cùng kín tiếng. Nổi tiếng là cặp tiên đồng ngọc nữ của dòng nhạc dân ca, Phi Nhung Mạnh Quỳnh được khán giả yêu mến và ghép cặp suốt nhiều năm qua. Thậm chí không ít người còn nghĩ họ là một cặp đôi. Ngoài đời thực. Tuy nhiên, hai ca sĩ nhiều lần khẳng định về mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Mạnh Quỳnh từng chia sẻ vì đã quá hiểu nhau, diễn quá tình tứ trên sân khấu nên họ không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn cả hai sẽ rất ngượng ngùng, mất tự nhiên khi nắm tay, ôm ấp trước khán giả. Mạnh Quỳnh cũng vui vẻ kể, trên sân khấu anh và Phi Nhung thậm chí đùa nhau thân mật là ông xã bà xã. Tuy nhiên ở ngoài đời, họ sở hữu tính cách trái ngược nên hay cãi nhau. Nếu Mạnh Quỳnh chín chắn thì Phi Nhung lại trẻ con và hay nói đùa lỡ mồm. Ông bầu Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương chia sẻ, Phi Nhung nhiều lần làm Mạnh Quỳnh giận, anh phải đứng ra để giải hòa giữa hai người. Cũng chính vì mối quan hệ thân tình này mà nhiều người không khỏi thích thú khi Mạnh Quỳnh tiết lộ Phi Nhung chính là người làm mồi cho anh và bà xã cầm rượu. Không chỉ làm mồi cho bản thân, trong đám cưới Mạnh Quỳnh, Phi Nhung cũng hát tặng và dành nhiều lời trân trọng, vui vẻ đến chúc mừng bạn. Thưa quý vị, em với Mạnh Quỳnh là hai đứa rất thân với nhau. Mạnh Quỳnh buồn là em buồn, Mạnh Quỳnh vui là em vui, nên mọi người cứ nghĩ em với Mạnh Quỳnh yêu nhau. Nhưng bây giờ đám cưới, em không phải là cô dâu, người khác là cô dâu chứ không phải em. Vì mối quan hệ 20 năm gắn bó của họ nên bà xã Mạnh Quỳnh rất thông cảm và không ghen tuông, vô lý khi anh hát chung với người tình âm nhạc Phi Nhung. Bà xã Mạnh Quỳnh là người Mỹ gốc Việt, cô có tính cách hiền lành, ít nói và làm công việc phân tích tài chính bên Mỹ. Nam ca sĩ cũng từng tiết lộ, anh và bà xã có tính cách trái ngược nhau. Nếu như anh là người truyền thống, vẫn giữ lề lối của người Việt Nam, dù định cư ở nước ngoài đã lâu, thì vợ anh do lối sống ở Mỹ từ nhỏ nên có quan niệm và cách sống đất Tây. Tuy nhiên Mạnh Quỳnh cho rằng đây cũng là điều giúp vợ chồng anh đến với nhau và gắn bó nhiều năm qua. Cầm rượu thông cảm cho cuộc sống công việc của chồng, còn Mạnh Quỳnh không ngại san sẻ công việc nhà với vợ, thậm chí anh là người nấu ăn giỏi, chăm sóc con rất khéo. Nam ca sĩ từng tiết lộ anh có hợp đồng hôn nhân với bà xã, cô phải chấp nhận tính chất, công việc nghệ thuật của chồng. Tôi đi hát cuối tuần, ngày thường thì ở nhà, khi kết hôn, tôi đã có hợp đồng với bà xã. Em yêu anh, cưới anh thì phải chấp nhận tính chất công việc của anh. Là phải đi cuối tuần, chứ không như những cặp đôi khác. Trong gia đình cuối tuần đi chơi. Tất nhiên ban đầu bà xã cũng không quen lắm, nhưng bù lại, ngày thường tôi ở nhà, chu toàn vai trò làm chồng, làm cha, nên vợ tôi cũng dần chấp nhận, anh kể trên dân Việt. Đồng thời anh cũng khẳng định sự chung thủy, ngay thẳng của bản thân. Tôi diễn chung với Phi Nhung hơn 20 năm nay, còn không có tình ý gì thì xảy ra làm sao khi hát cùng với nữ ca sĩ khác có gì xảy ra được. Hiện tại Mạnh Quỳnh và bà xã có hai cậu con trai tên Nhân Tâm để giữ lửa hôn nhân. Khi đi hát xong, nam ca sĩ đều trở về nhà để quây quần bên vợ con. Anh tâm sự, ngày xưa hát đủ các ngày cuối của 4 tuần một tháng. Còn bây giờ chỉ hát 2-3 tuần thôi. Thời gian còn lại anh đi shopping, đi dã ngoại với vợ con để có cuộc sống cân bằng, sự nghiệp với gia đình. Tôi tự tin là tôi khéo trong cách cân bằng, gia đình và công việc, Mạnh Quỳnh nói. Vì sống ở Mỹ từ nhỏ nên hai con của Mạnh Quỳnh không nói giỏi tiếng Việt. Dù vậy, anh cố gắng chia sẻ nhẹ nhàng mà không áp đặt các con. Anh cũng dạy các con, theo truyền thống Việt Nam, phải biết cởi mở, thân thiện, kính trên nhường dưới. Vì vậy, hai con của nam ca sĩ rất thân thiết với bố mẹ, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của cha. Do lớn lên ở Mỹ, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ, hai con đều có năng khiếu về âm nhạc. Thích chơi đàn piano và nhạc Tây, anh để các con được phát triển tự nhiên mà không ép buộc, phải theo con đường của bố. Gần 20 năm gắn bó, nam ca sĩ cả người bà xã là người đảm đang, quan xuyến. Mọi việc trong gia đình giúp anh yên tâm mỗi khi đi diễn xa nhà, dù ít khi chia sẻ hình ảnh gia đình. Trong cuộc sống đời thường, nhưng cuộc hôn nhân của anh lúc nào cũng hạnh phúc, vẫn khiến nhiều khán giả phải ngưỡng mộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.